Thank you.
7 và nếu mà chị nào thiếu yếu của em cô thị nhanh cô thị thì cái phần cái gì cái phần ngữ pháp đi của giáo viên đầu dạy ha thì thường thường là khi mình ra cái đề để nó cái chương trình mình dạy mình học thì giáo viên sẽ tăng cái điểm ngữ pháp đó chỉ riêng rồi không có bê nguyên giống như cái phần cô thì người ta phải chế lại một xíu những gì nắm vững thì những gì sẽ làm được thôi ha. Thì có một hai cái bài làm ở bên ngoài thì như cô nói là tại các chị chỉ có 60 phút thôi và 50 câu hát được thời gian rất là nhiều. Một cái bài tập của cô là 10 phút đúng không, làm sau đi 10 câu một cái bài tập rất là 10 câu mà mỗi lần cô cho chị làm cách khoảng 2 tiếng hai tiếng và cô đi ngang cô thấy mà 2-5 người gì đó mà đã trả lời câu hỏi cô thật sự là như vậy, còn lại là đang mò mò dò điểm đến ở thứ nhất đoạn thứ hai đó đến đoạn thứ hai là bắt đầu cô đem cô giảng rồi ra hầu như là không có kịp là 2 tiếng trong khi đó mà thi của mình là 50 câu có nghĩa là thường thường sẽ chỉ đạt trong lớp là 10 câu là mình hết hơn 2/3 cái số buổi học đó. Trong khi đó các chị làm cấp 5 lên mà làm 60 phút thôi không có tiền đâu. Như vậy cô nói các chị ví dụ như phần đầu tiên là chị làm phần ngữ pháp, thực ra cái đề các chị là bị trộn, các chị hiểu không, bị trộn á, thành ra là ví dụ như là các bạn cũng cùng một cái đề nhưng mà thường thường là tụi cô 6 đề 8 đề 10 đề tùy một cái đề thôi, các đề các chị giống nhau nhưng mà cái trực tự đâu nó không đi đâu, đảo phần 6 hoặc 10 đề 8 đề gì đó ha. Thành ra nhiều khi có chị là cái phần đầu của chị ngữ pháp và chị một cái tập mới lại là thì nếu như chị thích thì chị có thể lựa cái phần từ để làm trước đẩy ha. Theo cô nghĩ là vậy ha. Rồi còn không thì chị làm ví dụ như cái phần mà đọc đi, cái phần đọc đi thì là anh chị làm thật bạn nha, tại vì mình chưa có submit và chưa có nộp á thì mình có thể sửa lại đó. Ở khi mà ví dụ như cái phần nào tự tin là mình đáp, còn phần nào mình chưa tự tin một chút nữa mình quay lại mình tập kỹ lại. Thì mình có 3 cái bài tập của các chị, 3 bài tập trong đó anh chị sẽ lấy một cái bài tập quen. Bài tập quen là có thể là cô đã dạy rồi, một cái bài tập mà quen mà cô đã dạy rồi đó. Hết 10 câu tại vì hầu như thiết kế câu hỏi từ trên cái đề và cũng thiết kế câu hỏi dựa trên câu hỏi trên bài luôn cho nên chị dễ. Thường thường á đối với những cái lớp mà khá đó, là cô chỉ lấy cái bài thôi còn câu hỏi là nó hoàn toàn là mới nè ha. Còn đối với lớp chị là đặc trưng có nhiều điểm thiếu thành ra cô thiết kế có thể là dựa trên câu hỏi luôn
dùng kiến thức của mình lụi. Không đó là không được, có nghĩa là mình làm xấu 6 điểm là trong vòng tay rồi, đúng không? Sẵn 30 câu 6 điểm ở trong vòng tay. Ví dụ như mình lỡ mình xui, mình lỡ vài câu đi thì cũng còn 5 điểm trong khoa đạo rồi, đúng không? Còn lại là 20 câu đó, 20 câu là ai phải đọc lạ đó. Thì mình đặt câu hỏi, nếu mình kịp giờ mình đọc bài thì mình đặt câu hỏi, đúng không? Còn nếu không kịp đặt câu hỏi mình dùng kiến thức riêng của mình á, khi mình đánh luôn. Tại vì nếu như chị không hiểu ngôn ngữ á, anh chị đọc bài nó cũng không hiểu, đúng chưa? Thành ra là thay vì đọc bài thì chị đọc ngay câu hỏi chị chọn. Còn nếu mà còn giờ thì vừa đọc câu hỏi, tìm thông tin để chọn nha. Chứ anh chị đừng có đọc cái bài rồi chị mới, anh chị đừng có đọc cái bài rồi chị mới đọc câu hỏi rồi mới tìm thông tin là hết giờ. Anh chị đọc câu hỏi rồi khi mà cái con chuột nó có cái lai lai đó, lê lê con chuột á, nếu mà chị khá giỏi á, chị lê lê con chuột, cái câu hỏi nó có những cái từ nào mà giống hoặc là đồng nghĩa với trên bài á, mình chọn nó đi, chọn đại đi. Ý của đang nói đâu là mà chưa anh chị đọc, anh chị hiểu rồi là cô nói, và anh chị đọc không hiểu gì chưa ha, thấy chưa? Rồi cái là thường thường cái môn này nó luôn luôn nha, thường thường nha, có nghĩa là khi mà cả hai đứa đang đều đúng á thì thường thường đó là đáp án đâu đó là câu như thường thường nha. Chứ mai mốt ra thấy một cái lũ đại là về lớp rồi nó tại câu nói, nhưng mà thường thường là như vậy. Thì những cái đề thi trắc nghiệm xưa nay mà cô gặp thường là như vậy. Thành ra nếu như mà trong một cái lớp nhạc mà không còn cái sáng suốt lựa chọn hết thì mình thấy hai lựa chọn thì mình còn cái vô nó đúng hơn là mình sẽ còn lại. Còn có thể là nó không, có thể là không cô biết, nhưng mà ý mình không còn cái thao nào hết thì mình cứ chọn ha, được chưa? Ok, mình hết nghe gì không? Thật ra cô cũng gọi là ăn sủi thì ăn nhiều rồi, có nghĩa là các chị không có suy nghĩ gì ngoài chuyện là cô nên cái gì đó với cô, không để mình suy nghĩ vậy ha. Tất cả những gì mà nói thẳng luôn, mình trao được cái đề cho chị, cô đã trao luôn rồi, chứ không phải đó là không có phương pháp gì cả, mà là phi giáo dục. Thật ra cô mấy, nhưng mà cô hy vọng là chị đọc hết chứ không khỏi tỉnh lòng đi lại nữa, cho các chị đi lại mà nghỉ hè đi chơi ha. Thật ra là anh chị cứ cố gắng học thêm chị cô. Còn ví dụ trong buổi này cái bài của cô giảng trước đây mà còn thắc mắc gì, có thể là chút đi giờ anh chị có thể hỏi lại ha. Còn ngoại trừ những người mà chưa đi học tự nhiên tắt cô giảng lại từ đầu thôi, đừng có hỏi mắc cỡ, đúng không? Không đi học tắt cô giảng lại sao được, nhưng mà học rồi để nghiên cứu cũng thấy đưa ra vấn đề thì mình sẽ hỏi lại. Ok, được chưa? Rồi các chị thắc mắc gì nữa không? Thắc mắc gì về cái ngày thi, giờ thi cũng như là nội dung thi? Cái bài thì thi mà cô cho làm ở nhà đó,
con người này bản thân. Rồi các anh chị, các chị mở cái bài tập cô ra ha, thắc mắc gì nữa không? Không có gì đâu, cô thắc mắc rồi đúng không? Bây giờ mình cứ đưa làm bài tập xong, khi xong rồi mình đi về. Thank you.
trường. Cái sai đây là giống như là không ngồi lên được, giống như nằm liền giường, gọi là bed side manner. À, cái manner đây là cái cách đối xử của bác sĩ đối với những bệnh nhân mà nằm liền giường hoặc có đứng đi đứng được. Ok, bed side manner. Ok, biological, biological là sinh học, đúng rồi. Biological là sinh học. Cái gì sinh học các chị nhà? Clock, đúng rồi, đồng hồ sinh học. Biological clock, đồng hồ sinh học. Chương 1. Tumor là gì các bạn? Khối u. Malignant. Khối u ác tính. Malignant. Thế số với chị man chữ M A L thì anh chị thấy cái chữ đó có nghĩa là chết chóc, xấu, ác tính, chết chóc. Malignant tumor. Plastic là gì? Phẫu thuật thẩm mỹ. Nhựa, đúng không? Plastic gì? Surgery là gì? Phẫu thuật thẩm mỹ. À đúng rồi, phẫu thuật nhựa. Có nghĩa là phẫu thuật thẩm mỹ. Plastic.
surgery, cái từ Việt Nam mình có phải hai tên đúng không? Phẫu thuật thẩm mỹ và bên kia là phẫu thuật nhiều hơn, cơ nhiều hơn người mình đúng không? Ok, plastic surgery. Ok. Primary tooth, đúng rồi, cái răng chính. Răng cửa. Intervention là gì? Sự can thiệp. Surgical là phẫu thuật. Surgical intervention, sự can thiệp phẫu thuật. Thưa các anh chị, như vậy là đã có những cái cặp từ rồi ha. Bây giờ các anh chị đọc cái định nghĩa bên dưới và anh chị đưa cái từ vô cho nó phù hợp. Trị bệnh hoặc một tình trạng khác bằng phẫu thuật. Số 3 là ông
tôi mua bàn, là xương bò ác tính, nó bị ác tính, có lụa ác tính. Cái này á, cái sơ lâu là ung thư hóa, ung thư hóa xương, nó bàn ra. Từ của một mạng hoặc là cái viên gan xương thì chúng ta chỉ có một cái từ mà chính xác đối với nó là khối u ác tính. Có về đang thì có chữ đang thì có chỗ nhân răng sữa nè, không còn răng sữa hả? Cái này răng này thì lấy cái này bỏ vô đây hả? Cái chữ này nè, Vimari với lại Sustos nè, cho như con đó. Rồi đang